Long Nhiên chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Vòng Quanh ASEAN. Tôi, Hoàng Bảo Minh, rất hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Tuần trước chúng ta đã được trải nghiệm những điều thú vị ở xứ sở cửu vàng Thái Lan. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Brunei, một đất nước nhỏ, đất nước của sự trù phú và thành quyền. Có thể các bạn chưa biết thì Brunei, tên chính thức là nhà nước Brunei Darussalam, là một quốc gia nhỏ nằm ở bờ biển phía bắc của đảo Borneo ở Đông Nam Á. Thủ đô của Brunei là Bandar Seri Begawan. Brunei gia nhập ASEAN vào ngày 8 tháng 1 năm 1984, trở thành thành viên chính thức thứ 6 của Hiệp hội. Và năm tới, Brunei sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN thay cho Việt Nam sau khi ASEAN 37 bế mạc. Và bây giờ, tôi sẽ dẫn mọi người tham quan vương quốc Brunei thông qua sự chia sẻ của những bạn trẻ tiêu biểu đến từ khoa ngoại ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. Họ vừa trải qua 3 tháng học tập và làm việc tại Brunei thông qua chương trình trao đổi sinh viên của Việt Nam và Brunei. Vậy thì bây giờ tôi hân hạnh được giới thiệu. Đầu tiên là bạn Nina, bạn Công Minh, bạn Xuân Quỳnh và bạn Huỳnh Phương. Apa khabar? Apa khabar? Chuyến đi của các bạn như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết về những trải nghiệm thú vị của bạn không? Đầu tiên là xin mời bạn Nina. Sau một khoảng thời gian trải nghiệm và học tập tại Brunei, tôi có thể nói rằng đây là một đất nước tuyệt vời từ văn hóa đến con người. Và điều làm tôi ấn tượng cho đến tận bây giờ là lối sống của con người Brunei. Vậy thì điều gì đã khiến bạn ấn tượng với lối sống của họ đấy chứ bạn? Các bạn biết đấy, khi đặt chân đến thành phố Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei, thành phố được chăm chút cảnh quan kỹ lưỡng với rất nhiều cây xanh và không gian dành cho người đi bộ. Có thể nói nơi đây là thành phố của sự bình yên, trật tự và an toàn. Khi tôi được học ở Brunei, tôi được sinh sống chung với nhà dân và cảm thấy hơi lạ lắm nhưng cũng quen thuộc bởi vì lối sống và ngôn ngữ của họ rất giống với người Gia Lai dân tộc tôi. Vâng, cảm ơn Madina. Vậy thì còn những điều gì thú vị về lối sống của người Brunei không? Cho hỏi bạn Phương. Vâng, vào ngày thứ 6 và ngày Chủ nhật là ngày nghỉ tại Brunei. Và ngày thứ 6 hàng tuần, Brunei sẽ đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Và tôi rất may mắn khi được tham gia vào nhiều lễ hội tại Brunei. Và khi họ có những lễ hội đó, họ mặc cho không biết là gì. Vâng, cảm ơn bạn. Vậy thì qua một khoảng thời gian khá là dài làm việc và học tập ở Brunei, bạn Nina có thể nói cho quý vị khán giả và tôi đây nghe một câu tiếng Brunei được không? Brunei là một đất nước đa ngôn ngữ, tuy nhiên Malay là ngôn ngữ chính thống của người Brunei. Ngoài ra tiếng Trung, tiếng Anh cũng được sử dụng rất rộng rãi. Sau một khoảng thời gian, tôi có thể nói được chút ít tiếng Brunei. Hai Salama ba Canada, Melangon ke Brunei atut yang saba dong tukangkan. Có nghĩa là chào mừng đến với đất nước Brunei, một đất nước xinh đẹp và thân thiện. Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của bạn Nina. Và tôi cũng nghe nói rằng nền ẩm thực Brunei rất đa dạng với những món ăn đặc trưng hấp dẫn. Vậy thì không biết bạn Quỳnh đây có chung niềm đam mê ăn uống giống như tôi không? Tôi với người đam mê ẩm thực như Quỳnh thì Quỳnh được cảm nhận thấy là ẩm thực Brunei rất là nhiều độc đáo và để lại những ấn tượng sâu sắc. Vì được ở chung với người dân Brunei nên là được mọi người làm cho nhiều món ngon ở đó. Chúng là nhiều món như là ăn nguyên giác, kem chụp bát, cái nướng và thịt kiều. Chúng là sự kết hợp và tình mà có chọn lọc của ẩm thực Trung Quốc, Thái Lan và một chút Indonesia. Và bên cạnh đó thì để cảm ơn sự hiếu khách và lòng hiếu khách của người dân Brunei thì mình cũng mang một chút ẩm thực Việt Nam tới họ để cùng thưởng thức như là món phở, bánh xèo, gỏi cuốn và thậm chí là đặc sản vùng Tây Nguyên chúng ta đó là cơm lam. Hồi nãy bạn Quỳnh có nhắc đến hai món là ăn bùi giáp và cây thuốc bắp. Vậy thì bạn Minh đây đã được thưởng thức hai món này chưa? Vâng, thì tất nhiên là đối với du khách mà khi mà được đặt chân đến vương quốc Brunei thì chắc hẳn thì ai cũng nhất định phải thử qua hai món ăn này. Và đặc biệt thì mình là người ăn chay á, nên mình sử dụng hai món đấy thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi khá tò mò về hai món ăn này, liệu bạn có thể mô tả sơ qua về chúng không?
Vâng, khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì mình cũng có chuẩn bị sẵn hai món ăn này để giới thiệu cho chương trình cũng như các bạn ở đây. Như các bạn đã thấy ở đây là trên này thì mình có hai món ăn là món đầu tiên là món ambusat được làm từ thân cọ. Món ăn này thì rất là thanh nhã và khi mà ăn thì chúng ta cần phải ăn với bơ đậu phộng. Còn đây là món ambusat thì được làm từ bánh được làm từ bột gạo và gói ở trong lá dứa hoặc lá dừa. Và sau khi kết thúc chương trình này thì mình sẽ mời tất cả mọi người sẽ cùng thưởng thức món ăn này. Wow, không hổ là đặc sản hôm nay, nhìn chung rất là thanh thoát và hấp dẫn. Vậy thì hồi nãy tôi có nghe bạn Phương nhắc đến về vấn đề trang phục của hôm nay. Cho tôi hỏi rằng trang phục mà các bạn đang mặc có phải là trang phục truyền thống của người hôm nay không? Vâng, đúng là như vậy. Đến với chương trình ngày hôm nay, em mang trên người một trang phục truyền thống của người phụ nữ Brunei, Bajuburun, với trang phục đạo Hồi che kín thân và khăn để giấu tóc. Trước khi đi du học, em đã chuẩn bị vài bộ áo dài, xem như là một món quà quê hương dành tặng đến nước bạn. Cảm ơn về những chia sẻ rất hữu ích của bạn Phương. Vậy bây giờ các bạn có thể đi một vòng để khán giả và tôi có thể chiêm ngưỡng được không? Mời quý vị khán giả hướng mắt về sân khấu. Nó tán cho đầu tao kìa, con bé này tán sống tối rồi, tán chục cái nó nói ra cái niềm đam mê hạnh phúc niềm vui đặc biệt là những điệu nhảy này rất là sống động và vui vẻ. Vậy thì bạn mình đã được thưởng thức hay là tham gia những cái lễ hội này chưa? Vâng, thì khi qua thời gian học tập ở bên Brunei thì mình có ở chung với nhà dân tại địa phương và mình cũng rất là may mắn khi được tham gia vào một cái lễ hội lớn ở bên đất nước bạn. Và khi mà được biết mình là người Việt Nam và những bạn trẻ bên ấy thì có yêu cầu mình có thể trình diễn một vài điệu múa truyền thống của dân tộc mình hay không, thì mình xin chia sẻ thêm là mình là sinh viên của trường đại học Tây Nguyên cũng như là mình lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên này, thì mình mạnh dạn mình giới thiệu những điệu múa truyền thống của người dân tộc Tây Nguyên đến đất nước bạn. Và khi mình trình diễn và chỉ cho họ những động tác đấy thì họ rất là vui vẻ và học tập rất là nhanh. Và mình còn có một lời mời các bạn ở bên đấy là khi nào mà có thời gian rảnh sẽ tham quan Việt Nam và sẽ mời các bạn ấy lên Tây Nguyên để tham gia lễ hội cổng chiêng Tây Nguyên của đồng bào mình. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của bạn mình. Nhân ngày hôm nay thì ban tổ chức chương trình cũng đã chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đến từ trường đại học Tây Nguyên cho các bạn trẻ sinh viên. Vậy thì xin mời điệu múa Chivita. Nhiều lắm.
của nhóm mua. Giờ quên tính rồi. Quay là hai lần rồi. Thôi nó không muốn là coi vô chứ chưa không có. Giờ nó chỗ qua mắt không có. Mày, chỗ qua mắt không có. Nên ta nói như vậy đó. Hai cái thì anh hỏi bao mình hay anh. Thank you.
chương trình ngày hôm nay. Hy vọng qua những thông tin mà các bạn trẻ trường Đại học Tây Nguyên vừa chia sẻ, chúng ta sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về đất nước Brunei. Và trong tương lai không xa, những hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam cũng sẽ được lan tỏa rộng rãi đến đất nước bạn. Chưa xong về nhà lấy tiếp. Hẹn gặp lại các bạn sau những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Con này mày vào đây khi nào đấy? Giờ sáng giờ mày muốn lấy. Ngồi đây từ sáng nào. Vừa vào với phần 4 là một chương trình talk show. Xin được cảm ơn các bạn đến từ khoa ngoại ngữ đã đưa chúng ta tìm hiểu về đất nước Brunei rất nhiều. Và các bạn thân mến, để cùng tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đất nước, một người anh em láng giềng của chúng ta, đó chính là cái nước Lào. Và có phần thi của một đội thi có số lượng các bạn sinh viên theo học đông nhất tại trường Đại học Tây Nguyên hiện nay. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các bạn đến từ khoa Y Dược. Dạ, cảm ơn. Đều kéo quay cái gì?